hả? Có bị gì vậy? Bị u trên bụng mẹ. Rồi lại con. Rồi đó luôn con. Có u trên bụng mẹ hả? Quê đâu? Quê Hồng Ngự. Hồng Ngự hả? Bữa thấy nó đứng nhảy đi được mà. Có clip đây nè. Bữa thấy rồi. Đi được bình thường chứ đâu có nó đi cầu người tại có trong bụng mẹ. Vậy nhưng giờ nằm đây làm chi? Xin tiền phổ đi xin tiền mua sữa rồi nó uống cầu. Rồi ba mở đâu giấy tờ khối u của nó đâu. Những này đâu có bị bệnh nằm bị bệnh đâu trong bụng mẹ đưa đẻ ra đưa ra vậy. Không bữa thấy nó đi đứng bình thường được. Dạ đi được. Ừ thì đâu có cần thiết phải nằm vậy làm chi? Giờ đang ở chỗ đâu? Dạ, nó có đi hồi chừng 3 giờ đi đóng xe về Hồng Ngự, Trang Trang á. Đi Trang Trang về. Ở đây. Chứ hôm nay ở đây là ở đâu? Dạ. Hôm nay là ở đây là ở đâu? Dạ, không có đây, ngươi làm hồi ngủ không đi về, lên xuống vậy ngủ. Ngươi đi xe. Thôi bây giờ đứng về đóng xe về Hồng Ngự đi, đứng về đi nhóc. Anh đưa cái clip ra nãy nè, lệ đi. Ở Sài Gòn không có ngồi gì được đâu nha. Đứng nhảy đi, cho nó đứng nhảy đi. Đèn đỏ qua rồi, cho nó đứng nhảy đi. Đừng có gian dối gì nữa nha. Khổ thì khổ chứ ai khổ cũng ra đường mà giả nhãn gì đâu có được. Thấy mấy lần rồi. Lên đây chi vậy? Hả? Lên đây xin tiền hả? Mấy ngày rồi? Giờ đón xe số mấy? Số 10 đi đâu? Hả? Mà mấy chị lên đây để làm gì? Mục đích của chị lên đây để làm gì? Hả? Chứ sao ở quê không là xin ở dưới quê mà lên đây chị ở dưới quê Đồng Tháp Hồng Ngự? Đâu giấy tờ chị đâu? Giấy tờ của chị đâu? Giấy tờ gì? Giấy tờ tùy thân của chị đâu? Trời, giấy tờ tùy thân rồi, mày có hiện thân của nó nè. Dạ, đâu? Anh mẹ, đi ra nhà. Đâu đem coi coi. Bệnh tình của thằng con nó làm sao? Nó đâu có bệnh, mà có u trong bụng mẹ. Thôi u trong bụng mẹ gì? Nó cũng có u trong bụng mẹ. Nhưng mà ví dụ như mà chị để cho nó nằm vậy làm chi? Bây giờ tôi sẽ giúp cho chị công ăn việc làm trên đây. Còn con chị thì cho nó ở nhà nhà cửa vợ chồng ở. Em gặp chị hôm nay nằm mấy lần rồi mà. À nó lâu mới lên hạt á. Trời đất ơi. Một lần lên vậy là kiếm được nhiêu? Dạ, lúc mà lên thằng tự lên cái hay là mà một giờ mới được 4 giờ rưỡi rồi. Mà từ dưới Hồng Ngự mà lên đây nằm vậy là ai chỉ chị cách nằm vậy là để xin tiền. Ai chỉ cho chị? Rồi bà chồng chị đâu?
Chị mấy đứa con? 4 con, chồng vợ còn 2 đứa nè. Này là bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Mấy? 16 tuổi. Bây giờ chị muốn ở đây làm đi làm không? Tôi sẽ giúp cho chị. Giúp cho chị nếu mà thật sự đúng là lại đây. Giúp cho có vốn đi bán vé số. Lại đây, chị lại đây nè, nói chuyện nè. Nhà có cửa ở gì thì lên đây làm gì vậy chi vậy? Nếu mà chị ở dưới không có việc, giờ về dưới nữa là không có việc làm rồi sao mấy mẹ con sống? Đúng không? Rồi lại bây giờ chị lại đón xe rồi đi đến chỗ khác cũng nằm như vậy nữa à? Đâu địa chỉ gì ở đâu chị đọc cho tôi coi. Tôi xuống, tôi nói bạn ở dưới Đồng Tháp Hồng Ngự xác minh cái địa chỉ thì hả? Ừ. Hỏi ai? Tới. Thằng tới là ai? Là công an á. À. Công an gì? Công an gì? Nhưng mà tới là ai? Tới. Mà công an á hả? Là cái gì của chị? Dạ. Anh tới đó là cái gì của chị? Công an là mình. Về định về dưới là làm gì? Dạ. Chưa có xe đâu. Chị định về dưới là làm gì sống? Trời đất ơi. Bây giờ chị muốn bán vé số đây không? Tôi giúp vốn cho chị bán. Mấy đứa con chị với chị đi bán. Muốn không? Hả? Ờ, à, chị không chịu. Thằng này tên gì vậy? Tên gì con? Anh con tên gì? Hả? Anh hả? Tên gì anh? Phúc Anh hả? Phúc Anh. Phúc Anh. Không nghe. Phúc Anh, đứng ngay đây nói chuyện nè. Phúc Anh ơi, lại đây chú nói nghe nè. Phúc Anh, lại chú cho tiền. Kêu Phúc Anh lại đây con. Kêu Phúc Anh chị. Phúc Anh ơi, lại đây con. Kêu Phúc Anh giùm chú đi con. Phúc Anh là chú cho tiền con. Ờ. Kêu Phúc Anh lại đây. Phúc Anh. Kêu đi con. Lại chú cho nè. Con tên gì? Hả? Hả? Phúc Anh hả? Bé lớn lên. Nói chuyện được không? Trời ơi. Nè cho con 500 là mua sữa uống nè nha. Rồi mẹ có hay dắt con đi nằm vậy không? Hả? Cái gì? Cái gì con? Anh nói gì? Dạ anh có mười mấy ngày mới đi một lần. Mười mấy ngày mới đi một lần hả? Nhưng mà ở dưới quê đi đứng lại bình thường được không? Được hả? Ờ. Rồi thôi lại đó ngồi đợi xe đó đi. Trời đất ơi thiệt tình. Đổ ghê không quý vị? Đất này về có lên nữa không? Chứ ở dưới làm cái gì? Chứ hai đứa con lớn không giúp được gì mẹ hả? Hình như có xe bus xuống đó. Ừ. Rồi rồi ở đó đất đai ruộng vườn nhiều không? Không, ruộng có cái nhà vợ chồng có cái nhà ba con ở. Chồng gì kỳ cục vậy? Có vợ con tập quyền gì mà bỏ vợ? Bước tới là kìa. Mà thôi đi đi. Mốt có lên nữa không? Đừng có dịp tôi xuống dưới Hồng Ngự thăm nha.
cá hả? Rồi xe kìa, bắt đi. Lên Thiện nói có sai đâu, cái này là giả nè. Hồi bữa Thiện quay rồi thì như những gì nãy đoạn clip đầu quý vị thấy đó, thì Lê Thanh Thiện lại mạnh ra rồi, thì bà ta nói là về quê luôn, Đồng Tháp không lên nữa, mà bây giờ cũng thánh nào thật đó. À, quý vị thấy không, có bị gì đâu mà lúc nào cũng giả bộ nằm như vậy quý vị. Con chị ngồi đi em nè, thấy không, em nói chị thấy đúng không, chị là giả mạo, có khổ sở gì đâu, khổ gì, chị nói về quê chị thấy chị xạo ghê không, cứ thôi em không tin chị rồi. Hồi bữa gặp tới thôi lên cái gì giàu quá ha, xe tiền đâu mà xe cứ lên rồi xuống, không em không tin chị đâu. Xe buýt nào mà về tới Đồng Tháp chị? Ngồi dậy đi con, đâu có đến mức độ đó đâu con, ngồi dậy đi con trai. Trời ơi, quý vị thấy không, Lên Thiện nói cái gì là đúng cái đó hả? Khổ gì, chị đi bán vé số chị sống chứ, chị cứ đưa nhỏ ra nằm ngoài đường vậy nè, rồi lấy cái lòng thương hại của người ta vậy sao được. Không, chị đừng có lợi dụng cái đứa con của mình mà đi, chị đi làm tiền như vậy, em thấy em bất mãn chị lắm, thật sự. Khổ cái gì, chị thấy bao nhiêu người khác người ta còn khổ hơn chị, người ta bị què, người ta bị liệt, người ta còn đi mưu sinh kiếm sống được. Chị làm mẹ mà chị để cho con nằm ngoài nắng làm mưa rồi đứa nhỏ nghe, chị thấy mà chị được hả? Chị thấy khổ, ai cũng nói chị còn sức khỏe, chị còn tay còn chân còn lành lặn, đưa con mình vô cái trường nào, nếu mà thật sự nó bệnh, nó có, em thấy nó cũng đâu có cái gì đến nổi đâu. Thôi nào gì thì nó vẫn đi được mà, thì đi với mẹ đi bán vé số. Chị làm gì mà tối ngày chị cứ ra đường chị nằm. Hồi bữa tôi đã bắt gặp chị một lần trên đường Hai Bà Trưng quận 1 rồi, rồi tôi cho tiền chị rồi, cho 500 nhớ. Chị nói là chị về quê luôn, về Đồng Tháp lên không lên nữa. Những cái gì chị nói tôi còn nhớ đây. Thôi đứng dậy đi con, đứng dậy đi vô đây. Trời ơi, có bị cái gì đâu mà nói ngày cứ nằm dài ngoài đường à. Lê Anh Thiện đã bao nhiêu lần rồi thấy rồi đó, cứ lợi dụng một thằng nhỏ mà như vậy hoài để mà là trục lợi cái lòng thương hại của người khác như vậy nè. Chị thấy không, chị thấy chị làm vậy được không hả? Đó, đâu có bị cái gì nặng đâu, đúng không em, vẫn đi được mà cứ nằm mà bao nhiêu lần rồi. Người phụ nữ này còn sức lao động thì đi làm để mà sống, tối ngày cứ phải dắt con mà đi làm những cái chuyện mà phải nói là vô cùng mà như vậy. Chị ơi, ở Việt Nam mình khổ nhiều lắm. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm 7 tuổi. Rồi 57 tuổi. Dạ. Chị em thấy chị cũng lành lặn tay chân nè. Dạ. Sao chị không kiếm cái nghề khác chị làm? Chị cho con chị, nếu mà thật sự là chị nói nó bệnh thiệt. Kìa đó, ai cho tiền rồi lấy đi. Lại lấy đi hả? Không, cái đó là chị nói thôi. Bây giờ chị dám cho tôi cái địa chỉ ở Đồng Tháp không? Tôi xuống tôi xác minh liền, ngày mai tôi đi miền Tây nè. Đây. Đó, quý vị ai ở dưới Đồng Tháp thì thấy cái địa chỉ của chị này nè, thì cứ tới. Tại vì bản thân mình không... Con ơi, sao mẹ dắt con đi hoài vậy hả? Chị...
Đó, giấy số này là sổ chưa? Sổ rồi. Sổ rồi, đem theo chị đây. Tại sao chị không biết đi bán giấy số để mà sống, mà tối ngày cứ đưa con ra nằm ngoài đường vậy để xin tiền? Em thấy chị cũng còn lành lặn, khỏe mạnh thì cứ làm cái công việc gì mà phù hợp nuôi con. Nó vừa trong sáng mà nó vừa có cái đồng tiền nó trong sạch không? Hả? Thì nó, em nói là em đi đâu em cũng gặp mọi người hết á. Hả? Cái này của ai đây? Hai đứa là sao? Hai đứa con, Khanh, hai đứa con. Mà chị đưa cái khay xanh đây chị. Đâu thằng nào tên Phúc? Trời ơi nè, chị gì Nguyễn Thanh Phúc không vậy? Dạ, Nguyễn Nhân Phúc, Nguyễn Thanh Phúc là ai? Em thấy chị như vậy là em không đồng ý rồi. Hồi bữa là nói chung là nói gì thì nói mà chị còn sức khỏe như thế này nè, cũng còn mạnh khỏe lành lặn mà chị tối ngày cứ ẩm đứa con, cho đứa con nó nằm dài ở dưới cái chân của chị rồi xin tiền như vậy, em thấy không được rồi. Nợ gì, nợ gì mà mất? Nợ lúc còn ở chồng rồi bánh cá này kia rồi hỏi rồi nó góp sách không tiền cũng đứng 1 triệu ngày 10 ngàn. Chị biết cái video này mà nó lên là cả các làng cả shop thì ở dưới Đồng Tháp sẽ biết hết á. Đâu đâu cái chứng minh gì đâu chị, tôi coi coi. Giấy cước nó lấy lại, giấy cũ lấy lại còn 3 tháng nó mới lấy em cước. Rồi cái đâu cái giấy hẹn căn cước của chị đâu? Giấy hẹn để mà đi lấy căn cước đâu? Đưa đây em coi coi. Cái giấy hẹn. Trời ơi. Em thì cảm thấy như là em không thể nào mà chấp nhận được á. Gì con? Mẹ chắc con đi vậy hoài luôn á hả? Sinh năm 67 là năm nay bao nhiêu tuổi? Sáu bảy năm nay là bao nhiêu? 55 tuổi chứ hả? Rồi đi về đi. Trời ơi, em gặp chị một lần nữa là để giúp chị thay đổi cuộc sống á, chứ không có để gì nữa đâu nha. Dốc nó đi được thì 200 mét, con đi bán số mà đi.